thằng chua phát sẽ chi vậy? Nó lên nhé, nó thành cái màu gì? Nó màu xám xám. Màu không, không phải màu cà rốt, cam ca, cam cam. Con nó lên màu vàng đó. Ui, con da mabuki đẹp không? Nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy con da mabuki không? Không. Vàng ươm kìa kìa. À. Bình ơi, đi bốc ba đầu cho anh. Cái xe ông Tiến. Ừ. Ba mẻ của xe ông Tiến chứ, còn nếu mà hai mẻ thì anh kêu xe hàng thông. Đi tao này đi, nó đi thôi cho ai này đi. Tân nhân thợ thì đi được. Thôi đang sẽ bắt cái bò hai anh em đi. Cho ba mình đi ẩu thì tao bỏ không rồi. Nó có con vẫy rồng rồi.